Trong khi đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi ngày 25 tháng 10 nói rằng Ai Cập đang đóng một vai trò tích cực trong việc giảm leo thang xung đột giữa Israel và phong trào Hamas, khẳng định Cairo cũng đang cố gắng thúc đẩy một lệnh ngừng bắn giữa hai bên. Ông el-Sisi cho biết, Ai Cập đã đóng vai trò tích cực trong việc kiềm chế leo thang ở dải Gaza trong 5 vòng xung đột trong 20 năm qua. Tái khẳng định lập trường kiên định của Ai Cập trong việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước, ông el-Sisi nhấn mạnh, một nhà nước Palestine độc lập phải được thành lập dựa trên đường biên giới ngày 4 tháng 6 năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô, nhằm đảm bảo an ninh cho cả người Israel và người Palestine. Ai Cập đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện ở dải Gaza, cũng như chấm dứt mọi nỗ lực nhằm ép buộc di rời người Palestine ra khỏi vùng đất của họ. Ai Cập cũng đã đóng một vai trò tích cực trong các cuộc đàm phán để thả các tù nhân dân sự Israel. Ngày 23 tháng 10, sau các nỗ lực của Ai Cập và Qatar, lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, đã thả hai người Israel trong số khoảng 200 người bị nhóm chiến binh này bắt giữ kể từ ngày 7 tháng 10. Ai Cập hiện đang hợp tác với Mỹ và Liên Hợp Quốc để cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza thông qua cửa khẩu Rafah. Tính đến tối 24 tháng 10, đã có khoảng 60 xe tải chở đầy hàng viện trợ nhân đạo tiến vào dải Gaza thông qua cửa khẩu này. Ngày 21 tháng 10, Ai Cập cũng đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Cairo trong một nỗ lực nhằm giảm leo thang xung đột giữa Israel và Hamas. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo Ả Rập đã đề nghị các bên ngừng bắn để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho Gaza.